Xin chào, xin chào. Hôm nay Quyên sẽ nói về những bộ đồ mà bạn nên hoặc là không nên mặc trong buổi phỏng vấn, tùy thuộc vào công việc hoặc là công ty, có thể là một ngân hàng hoặc là những cái công việc mà mang tính nghiêm túc, hoặc là một công ty thiết kế hoặc là những công ty đang startup, thì tùy thuộc vào các loại hình công việc, vị trí của bạn và loại công ty mà bạn sẽ chọn bộ trang phục phù hợp nào cho buổi phỏng vấn của mình. Nếu như bạn đang ứng tuyển tại một ngân hàng hoặc là một công ty thiết kế thì hai loại hình này hoàn toàn khác nhau. Hoặc là bạn đang ứng tuyển cho vị trí manager, hoặc là bạn đang ứng tuyển cho vị trí thiết kế, hoặc là bạn ứng tuyển cho vị trí internship, thì tất cả những vị trí này đều yêu cầu những cái loại hình trang phục khác nhau. Với những ngành nghề trang trọng như là luật sư, kế toán hoặc là ngân hàng, chúng ta không nên chọn những trang phục quá nổi bật hoặc là quá sáng, những họa tiết mà quá màu mè. Bởi vì như vậy không thể hiện được cái sự chuyên nghiệp và không thể hiện được bạn nghiêm túc trong cái buổi phỏng vấn này. Chúng ta nên chọn những chiếc áo sơ mi trắng hoặc là chiếc áo vest màu tối, màu đen, màu xanh đen là tốt nhất. Về quần thì bạn có thể mặc quần tây ống nhỏ hoặc ống rộng đều được, và các bạn có thể mặc với chân váy bút chì. Chúng ta không nên mặc quần jeans, không nên mặc quần kaki hoặc là không nên mặc những chiếc quần vải mà nhăn. Và tuyệt đối là chúng ta không nên mặc đồ thun các bạn nhé. Áo thun, quần thun, tất cả các thể loại thun chúng ta đều tránh xa. Ở đây Quyên sẽ phối thử cho các bạn một chiếc áo blazer màu đen phối với áo sơ mi trắng bên trong, hoặc là phối với một chiếc áo ở bên trong, áo kiểu ở bên trong đều được. Cách tốt nhất trong trường hợp này là chúng ta mặc một chiếc chân váy cùng màu với áo vest. Nhưng nếu các bạn không có một chiếc chân váy này á, thì các bạn có thể chọn những chiếc chân váy màu trung tính như là màu kem, màu xám hoặc là màu xanh đen đều được. Với một môi trường chuyên nghiệp như thế này thì chúng ta cần mang giày như thế nào, túi xách như thế nào, thì chúng ta hãy chọn những đôi giày bít mũi nhọn không quá cao hoặc là chỉ là 5 phân thôi là đủ rồi. Một chiếc túi xách cùng màu với giày và tóc tai gọn gàng nếu buộc lên hoặc búi lên là tốt nhất các bạn nhé. Một điều lưu ý là trong môi trường chuyên nghiệp thì chúng ta luôn luôn phải quan trọng là quần áo chúng ta phải vừa vặn với cơ thể, không quá chật, không quá rộng, không quá hở hang. Tuyệt đối tránh những cái loại áo mà hở cổ quá sâu hoặc là những cái loại áo tay ngắn, tay xách nách là chúng ta không nên mặc các bạn nhé. Và một lưu ý nữa đó chính là quần áo chúng ta phải ủi phẳng, ủi thật là phẳng, gọn gàng, xếp ly. Nếu mà quần có ly thì chúng ta sẽ ủi ly. Một bộ quần áo chỉnh chu, gọn gàng, vừa vặn với cơ thể, được ủi sạch sẽ sẽ gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Người ta sẽ thấy rằng bạn là một người chuyên nghiệp. Và các bạn lưu ý đến những chi tiết nhỏ nhất. Nếu các bạn đang ứng tuyển ở vị trí nhân viên thì có thể là Quyên khuyên là chúng ta không nên mặc áo vest, bởi vì điều đó nó hơi quá trang trọng cho vị trí nhân viên. Các bạn cũng có thể mặc, không sao cả, nhưng mà nếu là Quyên thì Quyên sẽ chọn một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây hoặc là chân váy bút chì đơn giản thôi. Những bộ trang phục này rất là an toàn cho dù bạn phỏng vấn ở một công ty lớn hay công ty nhỏ. Vị trí của bạn có thể là kế toán viên, có thể là luật sư, có thể là trợ lý. Thì những bộ trang phục này thể hiện bạn là một người chuyên nghiệp và tỉ mỉ trong từng chi tiết. Tiếp theo là những bộ trang phục cho môi trường sáng tạo. Môi trường sáng tạo ở đây có thể là vị trí marketing, viết content, thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang. Những công ty startup đang làm về marketing hoặc là về những cái dịch vụ quảng cáo. Trong môi trường sáng tạo, các bạn nên mặc những bộ trang phục chuyên nghiệp nhưng vẫn thể hiện được bạn là một người có tính sáng tạo. Chúng ta nên tránh những bộ trang phục mà quá formal, quá cứng ngắc, bởi vì người ta sẽ thấy là bạn hơi cứng ngắc và bạn có thể không phù hợp với công việc sáng tạo này cho lắm. Trong môi trường sáng tạo thì Quyên sẽ khuyến khích các bạn nên có một chiếc áo blazer sáng màu hoặc là họa tiết trong tủ quần áo của mình. Chiếc áo blazer này có thể phối với bất kỳ những chiếc váy màu đen hoặc là áo sơ mi trắng, phối với bất kỳ họa tiết trơn nào đều được. Và chiếc áo blazer lập tức sẽ làm cho bạn cảm thấy là rất là chuyên nghiệp nhưng mà lại không quá cứng ngắc. Những chiếc áo blazer màu đen hoặc là màu xanh đen thì chúng ta nên để dành cho những môi trường chuyên nghiệp hoặc là vị trí manager. Nhưng mà khi mà các bạn ứng tuyển vào một công ty mang tính sáng tạo thì một chiếc áo blazer có họa tiết sẽ rất là phù hợp. Một bộ trang phục khá là an toàn và có thể phù hợp cho tất cả các buổi phỏng vấn đó chính là một chiếc đầm blazer. Một chiếc đầm blazer thì cũng giống như áo vậy đó, có điều là nó có một chi tiết điểm nhấn ở bên dưới. Thì kiểu đầm này các bạn nên có trong tủ quần áo để mà dành cho những cái buổi hội họp, những cái event quan trọng. Cho dù là ở môi trường sáng tạo, các bạn cũng không nên mặc những chiếc váy ngắn trên gối hoặc là những bộ trang phục quá hở hang hoặc là những chiếc đầm thun. Bởi vì bạn đang đi phỏng vấn mà, bạn đang muốn nhận một công việc, và cho dù là công việc gì thì buổi phỏng vấn cũng là một cái môi trường khá là trang trọng. Chúng ta không nên mặc những bộ đồ để dành như đi chơi, hoặc là chân váy ngắn, chân máy mini, hoặc là những chiếc áo hở hang, áo hai dây, áo ngắn tay, họa tiết màu mè sặc sỡ, những màu quá nổi bật thì chúng ta đều không nên nhé. Ở môi trường sáng tạo thì các bạn có thể tự do hơn một chút về giày hoặc là túi xách. Các bạn có thể mang giày cao gót hoặc là mang giày búp bê, cũng có thể mang những đôi giày thể thao mà thật là trơn thôi.
Thì nếu mà các bạn là một người mà mang phong cách phóng khoáng và bạn đang ứng tuyển vào vị trí như là thiết kế hoặc là như vị trí như là photographer, thì những cái vị trí này chúng ta không nhất thiết phải mặc đồ quá là formal, mà chúng ta có thể chọn những bộ trang phục thoải mái, tự tin hơn. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì Quyên vẫn khuyến khích các bạn là không nên mặc quần jeans, áo thun và giày thể thao trong trường hợp này. Khi mà các bạn đi làm rồi á, các bạn có thể mặc những cái bộ trang phục này tùy thích. Tại vì những cái công ty startup hoặc là những cái công ty sáng tạo thì các người ta cũng không có quá khó khăn. Nhưng mà trong buổi phỏng vấn thì chúng ta vẫn muốn gây ấn tượng là chúng ta là một người chuyên nghiệp, chúng ta đã có nhiều năm kinh nghiệm. Hoặc là dù các bạn không có những năm kinh nghiệm nào, các bạn chỉ là một sinh viên mới ra trường, thì khi mà ăn mặc đẹp cũng sẽ giúp cho người ta gây ấn tượng tốt về bạn. Một kiểu trang phục khác mà bạn có thể mặc trong môi trường sáng tạo khi đi phỏng vấn đó chính là những chiếc áo sơ mi có họa tiết. Áo sơ mi có họa tiết vẫn thể hiện được rất là chỉnh chu nhưng mà lại không quá là casual. Những chiếc áo sơ mi này, Quyên có một chiếc áo ở đây, thì chiếc áo sơ mi này nó cũng mang màu trung tính, mặc dù nó có họa tiết nhưng mà không phải là những họa tiết quá nổi bật như là hồng, xanh, đỏ. Các bạn nên tránh mặc màu đỏ bởi vì màu đỏ hoàn toàn không phù hợp cho những buổi phỏng vấn. Cho dù là họa tiết hay là màu trơn hoặc là màu trắng đen thì chúng ta chỉ nên chọn những bộ trang phục mà làm cho các bạn bớt nổi bật hơn một chút. Nổi bật quá sẽ làm cho người ta cảm thấy phân tâm khi mà người ta đặt ra những cái câu hỏi cho bạn trong buổi phỏng vấn. Thì nếu như là môi trường sáng tạo, các bạn hoàn toàn có thể mặc chiếc áo sơ mi này. Nhưng mà khuyên là chúng ta hãy luôn luôn đóng thùng các bạn nhé. Chúng ta không nên mặc áo sơ mi rộng thùng thình với một chiếc quần rộng thùng thình. Một món trang phục nữa mà Quyên rất thích đó chính là một chiếc quần ống rộng màu đen. Các bạn có thể mặc chiếc quần này khi mà đi phỏng vấn ở những môi trường chuyên nghiệp với áo sơ mi trắng và áo vest đen. Cũng có thể mặc trong một môi trường sáng tạo với một chiếc áo sơ mi hoặc là một chiếc áo kiểu đơn giản với chiếc quần đen này. Các bạn nên mang giày cao gót bít mũi trong những buổi phỏng vấn. Và đặc biệt là với chiếc quần này thì chúng ta không nên mang giày xăng. Những kiểu giày này nó rất là trang trọng và có thể làm giảm đi cái sự nổi bật của bạn khi mà bạn phối một chiếc áo kiểu hoặc một chiếc áo sơ mi. Với một số công ty startup trẻ và ngành nghề liên quan đến sáng tạo thì chúng ta hoàn toàn có thể mặc quần jeans, quần kaki, áo thun trắng, áo sơ mi và giày thể thao đơn giản, những đôi giày thể thao basic màu trắng hoặc là màu đen. Tóc tai chúng ta nên gọn gàng, chúng ta có thể đeo một ít trang sức nhưng mà không nên đeo quá nhiều. Và đây là một ý kiến chung trong tất cả các buổi phỏng vấn, chúng ta không nên đeo nhiều trang sức, một chiếc đồng hồ và một đôi bông tai đơn giản là đủ rồi. Và nếu mà các bạn quyết định mặc quần jeans để đến một buổi phỏng vấn ở một công ty startup thì Quyên khuyên là chúng ta không bao giờ được chọn những chiếc quần jean rách các bạn nhé. Cho dù là ở môi trường nào đi chăng nữa thì những chiếc quần jean rách cũng không phù hợp, ngay cả là môi trường công việc các bạn đi làm hàng ngày hoặc là trong cái môi trường phỏng vấn thì đặc biệt lại càng không. Khi mà chọn quần jeans, chúng ta nên chọn những chiếc quần jeans đơn giản, không watch quá nhiều, không xé rách, không gì cả. Và đặc biệt là với giày thể thao thì chúng ta nên chọn những đôi giày thể thao căn bản đơn giản, không có quá nhiều màu sắc, không có quá nhiều chi tiết. Những đôi giày hip hop thì chúng ta nên để ở nhà hoặc là nên để mặc sau khi mà chúng ta đã nhận được việc rồi. Giày thể thao nên sạch sẽ, không có một vết bẩn nào các bạn nhé. Chúng ta không muốn mang một đôi giày thể thao màu trắng mà đầy vết bẩn đúng không? Hãy chà rửa đôi giày của bạn sạch sẽ trước khi đến buổi phỏng vấn. Cho dù bất cứ một môi trường nào, chúng ta cũng nên trang điểm nhẹ nhàng. Trang điểm không quá màu mè, không quá đậm, không nên mang son đỏ hoặc là những cái đánh mắt đậm quá. Chúng ta chỉ nên trang điểm nhẹ nhàng để che khuyết điểm. Và khi trang điểm nhẹ nhàng thì chúng ta có hai lợi thế. Thứ nhất là chúng ta che được những khuyết điểm trên gương mặt. Thứ hai là chúng ta thể hiện là chúng ta chỉnh chu gọn gàng. Và khi chúng ta ra đường, chúng ta trang điểm để tôn trọng người đối diện đúng không? Chúng ta không nên đến buổi phỏng vấn với một đôi môi bợt bạt, một gương mặt mệt mỏi. Các bạn có thể thức khuya chẳng hạn, hoặc là uống quá nhiều cà phê tối qua, lo lắng cho buổi phỏng vấn không ngủ được. Thì chúng ta vẫn nên trang điểm nhẹ nhàng một chút, đánh một lớp nền nhẹ, một cái son nhẹ nhẹ là đủ rồi.